Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả phần 2 của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Và Tiến với Chân rất là hy vọng rằng các bạn đã có một khoảng thời gian rất là vui vẻ, đã có những cuộc nói chuyện hay là cuộc hội ngộ rất là vui vẻ với cả các senior gặp nhau sau một thời gian dài không gặp. Và hơn hết là Tiến mong rằng các bạn đã nạp đủ năng lượng, đủ ấm bụng để chúng ta có thể đến với phần 2 của chương trình. Một phần mà theo Tiến nghĩ là sẽ rất hứa hẹn, sẽ rất tốn năng lượng để mà vỗ tay hay là để cười. Vì thế nên là mong là các bạn đã chuẩn bị đầy đủ năng lượng của chúng ta sẵn sàng cho phần 2 của chương trình. Vậy thì chị muốn hỏi là bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Hay là vẫn còn đang ấm bụng để chờ đợi ạ? Chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? To hơn nữa đấy ạ? Tuy nhiên, để lại một không khí nóng bắp của chương trình, chúng ta hãy đến một ca khúc rất sôi nổi và trẻ trung. Ngay sau đây, xin nhận một tràng pháo tay nhiệt liệt cho ca khúc Hoa Nắng với phần biểu diễn của Khủng Long.